Ôi, thấy không? Lên trên tầng tầng trên cao nhìn xuống cái thác luôn nha. Nhìn xuống cái cầu. Mình thử cái miếng này mình thích ăn cái này nè. Sao cứ ăn đi, vừa lại cái. Ngon béo béo nhưng mà này bùi bùi béo béo ngon nha. Hello hello cả nhà, bữa hôm nay gia đình mình đi chơi lễ, lên đây đón Henry đi chơi nè. À, bà ngoại Ben Daddy. Ben ăn cay à? Ben ăn cay khát nước à? Cái Henry này nè. mà Ui rồi Henry. mang cái Bây giờ đó mình mới đón Henry nè. À. Bây giờ mọi người mới kéo nhau đi chơi thì tại vì Henry sẽ sáng ngủ dậy trễ đó nên nó không có ăn uống gì hết, để đi vô trong này coi có cái gì cho nó ăn đỡ snack không. Chứ từ bây giờ mà mình đi chơi tới kia mấy tiếng đồng hồ nữa. Hả? vui vậy? Sao em mua? Mua gì đi con? Mua food, mua something eat. Em chơi ra đây cho mua gì ăn đỡ đi, ăn đỡ thôi con. Em bán cả trái cây nữa nè. Vô đây coi có gì để nó mua. Con ít snack thôi, chút xíu ăn tiếp. Người ta order bằng 7 nhưng mà chỗ này họ làm việc rất là bận rộn. Think we can buy outside? Này là kem, nó giống như là milkshake, nó có sô cô la này, sô cô la này, vanilla. Cái này là gì? Muốn chocolate thì ở dưới này còn đâu có muốn ăn chocolate. cái Cái này là gì? Khô min này. Cái min đó. Này Oreo này. Con không biết mà sao. Muốn cái vanilla. Má thử làm coi. À đây nè, ở bên này nó có một cái này nè. Mua cái này. Mua cái này đi. Cái này nó có cái này, con uống này không? Uống này rồi mang đến kia trả tiền hả? Mà lấy lại mắt khắp đi. Dạ. Má lấy một cái to thì đã to mà. Cái biết cái to đó nhiều. Cái đó đi. Lemonade đi. Lấy một cam maybe á. Cam à. Cam này phải không? Cô nó là nước thôi bà ngoại dưới đây lá đổi màu hơn với mình rồi nè, đây lá đổi màu hay nha, lá đổi màu đó, tại dưới đây nó lạnh hơn nên nó đổi màu sớm đó, mấy cái cây đó đang ngả ngả màu hết rồi. Buffalo của bé là con này đang trên đường đi Buffalo Niagara Falls. Ở đây bốn land. Cái này ngay chỗ này hiện tại bây giờ là đang ở New York. Cái này đang ở New York. Canada, exit 53. Canada với lại New York nó cách nhau có một cây cầu rồi nha. 53. Ủa mà nếu mà anh không có vô Canada thì anh vô exit này làm chi? Sao nó không nói the four đi? Còn nửa tiếng nữa nha, nửa tiếng nữa tới nhưng mà không hiểu. Ủa, mất tiêu rồi.
mấy cái tòa nhà cao tầng kìa. Wow. Nổi tiếng nó mới tới mà sao cho đó là gì anh? Chẳng lẽ một cái sòng bài á anh? M&T Bank. Nhà bank mà cao chót vót như vậy luôn hả? Hay nhà bank nó nằm ở trên trên nóc đó? Em để anh Buffalo. Buffalo hả? Cái này có 3 ô nha. Ờ. Ở đây cái này là cái thành phố mà Buffalo. Ở New York hả? Vẫn là thuộc New York. To chầm quầm, to chà bạ. To chà bá lửa luôn. Buffalo. Đi qua cây cầu dài dữ vậy. Mà cái này mình quay như vậy là ngược ánh sáng hả? Ánh sáng là ngược sao? Mặt trời á, ngược hướng mặt trời á. Thành phố này to nha. Excuse me. Chưa có qua Canada, New York. Yeah. Buffalo City. Buffalo City, New York. To nhất. Này mình đi con đường khác đúng không anh? Con đường khác mọi lần đúng không? Ở trong đây bán quá trời rượu luôn. Chai này chai gì? Con đâu biết rẻ hay mắc đâu nhưng mà họ bán quá trời. Tại mình không uống rượu nên mình không biết giá. Quá trời rượu nè bà. Đây nè, XO nè, XO Hennessy nè. Nó để ở đây 55 nè, để coi nó để cái chai đó ở đâu. Chai trên. Coi cái bottle coi. Ba lạnh này à bà. Don't have it. Turn around what I made. Hỏi hỏi hỏi. Sao cái XO nó không để giá mà mấy chai khác thì để giá. Đây Hennessy nó ngoại nè. Ngoại 230. Mắc không? Mắc hơn bình thường hả? Ở đây bánh mắc ở đây giống như chỗ du lịch mà. Cái này là Vodka, Vodka $55. Chai này 1.75 lít. 1 lít 75. Quá trời bán luôn, bán quá trời đồ luôn. Slot the thing. Yeah, I swear I just saw you at the duty free. Nãy ông đánh cái địa chỉ Canada, cái nó chỉ qua tới Canada. Bây giờ mình phải đi qua cái cây cầu này. Khi mình đi qua cây cầu này á là qua Canada nè. Phải lấy passport ra nè để đi qua cây cầu. Nó sẽ hỏi passport của mình. Mà nếu mà mình không có muốn qua cầu này thì mình vòng ngược lại. Mình vòng ngược lại thì họ sẽ hỏi passport của mình để mình đi vô nước Mỹ. Đó, cây cầu này cách giữa Mỹ và Canada. Ở bên này đang là Mỹ nè, mình đi qua bên cây cầu bên kia là Canada. Ghê ta. Này mình đi đường khác chứ không phải cây cầu ngay chỗ cái Niagara Falls. Tại vì ổng đánh cái địa chỉ của khách sạn. Cái nó chỉ tới khách sạn. Cây cầu ngay chỗ kia, ngay chỗ The Falls luôn. Ở chỗ này không phải là The Falls. I don't know where. You go different side I think. Chỗ cái border nó nằm đó. Ô, cái trạm này nó hỏi nè. Qua khỏi cái trạm đó là qua Canada. Ừ, tí nữa tới đó nó không chỉ anh rồi, sao anh có internet anh nè. Có chị không? Có thấy cái lá cờ của Canada với chữ Canada không? Ừ. Quá trời người đang đứng đây để chờ được đi vô trong cửa khẩu Canada. Nãy giờ đứng đây chờ hơi lâu quá nha. Ô, mấy người đó khám nếu mà ta cảm thấy nghi ngờ gì á thì đi ra lục xe. Để coi mà có mang hàng cấm vô không. Còn không có cảm thấy nghi ngờ thì sẽ cho mình qua.
Ờ, mấy cái anh border đang đứng á, mấy cái anh đang đứng xếp hành lý, xếp đồ. Hơi lâu nhỉ. Quá trời xe ở đây chờ nãy giờ chắc hơn nửa tiếng à. Bao lâu anh? Đó, cảnh sát đi qua đi lại, ghê nhỉ. Hả? What do you mean? Ôi, qua đi lại. Chiếc xe đỏ đó nó đang hỏi hộ chiếu passport. Đó, hỏi xong cái chắc không có gì cái nó cho đi, đưa ra cho đi dễ. Tới mình. Six hour. Yeah. That's a long drive. Yeah. But my son study up here. Yeah, what was he studying? Mẹ mấy cái thằng này nó làm thấy ghê, lục lọi đủ trơn á, chỉ vì cái thùng eyelash. Bọn này ghê thật á. Sao quay cái lúc mình vô. Bây giờ mình đang ở bên phía của Canada mọi người. Rồi chút xíu nữa có một câu chuyện, chuyện đi qua cửa khẩu chút xíu nữa phải nói chuyện một video mới được. Trời ơi, cái chuyện mà giống như là mình không thể nào tưởng tượng nổi, không có thể nào mà nghĩ ra mà nó xảy ra vậy đó. Cái đường này là con đường ở Canada này, mình đi cái đường khác, mình đi từ trường học của con mình đó thì nó dẫn mình đi đường khác nên nó hơi khác so với lại con đường kia. Con đường kia mình vừa tới cái chỗ cái thác Niagara Falls là nó chỉ mình đi qua biên giới qua một cái cầu à, nhưng mà ở đây khác nha. Cái cửa khẩu mấy người này họ xét nó cũng kiểu là gắt gao hơn ở phía bên Mỹ anh nhỉ. Gắt hơn là nó sợ mình buôn lậu á, sợ mình buôn hàng qua bên này không? Hả? Nó làm thấy ghê. Ở ngoại kêu giống Mỹ thì Canada với Mỹ giống y chang nhau mà. Nó chỉ khác một số những cái luật lệ thôi. Nhà bên Canada mắc hay bên Mỹ? Ở bên Canada làm đóng thuế cao hơn Mỹ. Đó, vậy đó. Còn mức sống chắc nó cũng như nhau. Với lại đồ ở bên Canada bán thì ở bên này dùng km. Ngộ chưa? Bên kia đang dùng mao, bên này đã 3.0 km. Đó. Nhưng mà lái xe thì vẫn bình thường hả anh? Tưởng nó chạy tay trái nó là thấy mò luôn á. Chạy tay trái nữa là sao quen. À, khác cái là bên này dùng kg với lại km giống như Việt Nam. Còn bên Mỹ thì họ dùng pound. Họ dùng pound với lại mile để mà họ đo. Mình có thể thấy biểu tượng của Canada rồi kìa. Ở trên đó cái vòng tròn đó đó, mình có thể lên đó mình ăn tối. Thì vài năm trước là khoảng mấy năm rồi anh? Lúc mình đi năm bao nhiêu? Chắc 9-10 năm trước mình đi á, là lên trên chỗ cái vòng tròn đó ăn tối á, chỗ này nè, là khoảng 30 đô một người ăn buffet trên đó, và mình có thể ngắm được toàn cảnh cái thác. Nhưng mà để coi bây giờ mình có thời gian để mình đi hay không nè. Xe bolid ở bên này đó mà nó cũng giống giống ở bên Mỹ không anh? Xe bolid nè, sao giống Mỹ vậy? Giống không? Hơi khác xíu, có biểu tượng Canada kìa. Không nói sầm uất nha mọi người, nhưng mà bây giờ mình chưa có vô đó, mình đi đi vô khách sạn. Ủa? 11 phút cũng xa anh, 11 phút mà đi bộ ra kia chắc cũng hơi mỏi chân à anh ơi. Đó, ở phía trước kìa, chắc khách sạn đó nằm đâu đây, phía trước đâu đây. Chỗ này bán xe gì trời. Yêu Canada rồi. Ồ, chỗ kia là Hershey kìa, có biểu tượng quả kẹo chocolate. Ở trong đây. Casino đây này. Hả? Casino này. What casino đêm? Ờ, cái casino. Mà casino này giờ nó khác không sao. Đâu? Ngoại có cái kia kìa, cái vòi cho chót chót trên đó có chữ casino. Tòa nhà này nó che, cái này là Hershey. Cái này nè. Casino nó rẻ hơn không? Không mắc đó. Casino Niagara Falls. Tưởng đâu là nó cho mình thuê để mình xuống mình chơi. For casino. Không, 500 mấy Canada là 400 mấy tiền Mỹ.
bánh kẹo sô-cô-la có biểu tượng của kẹo. Ủa bây giờ không biết Việt Nam nhận được đồ cho má, bây giờ nó nhận được thì nó sẽ 7 ngày rồi đó má. Ở đây thấy người ta đi đi lại sầm uất không? Ở bên này bán đồ mắc hơn bên Mỹ nha. Người ta quan thích mua bên Mỹ người ta mang qua đây bởi vậy nó mới kiệm gắt gao. Ồ, cái chỗ kia Harrods nó giống ngay chỗ Baltimore Harbor anh. Giờ cái chỗ đó nó có cái tiệm seafood giống ở Baltimore Harbor không ta? Ừ, Harrods. Ừ, cái này là mặt khác của cái casino. Thì cũng phải chịu thôi. Ừ, cái này Harrods, cái Harrods này nó không có cái Philip đâu, anh thấy cái Sheraton nó nằm ở đâu không? Đây đây. Right there. Ừ. Người ta đi qua đi lại chỗ này đông quá mà tôi đâu thấy chỗ kia nó làm chỗ nào đâu chứ. Biểu tượng của Canada. Vô trong đây thì để mình check in hotel. B B. Qua. Đang đi check in tìm phòng. Bật đèn lên mọi người. Rồi. Ben á. Mấy cái hotel này lúc nào nó cũng xây cái bathroom trước cái trên á. Nào nó cũng để bathroom phía trước để có máy sấy. Bathroom mà hơi nhỏ nha, hơi nhỏ hơn cái nhà tắm mà hồi bữa mình ở. Cái nhà tắm này hơi nhỏ hơn cái bữa mà mình ấy. Đó. Có khăn nè. Đầy đủ khăn ha, chỗ này à. Đèn bật đèn. Ôi, giường hơi nhỏ. Ba người một giường. Cho ông Ben nằm bà ông nằm dưới nền. Ôi, nó còn có cái này nữa nè. Nó nghe đi sao nó nằm đó. Con bật đèn lên cho mẹ đi. Đó, khách sạn. Đây nó có cái ghế. Cái ghế đây, chỗ này mình ngồi hay nằm đây cũng được. TV. Nó giống như mấy cái khách sạn bình thường thôi. Trong đây chắc có tủ lạnh nè. À, bữa mua cho Henry có tủ lạnh giống vậy nè. Henry mua cho Henry tủ lạnh giống vậy nè. À, tủ lạnh của Henry có tủ đá này không có. Ui chà bè. Ui trời, trời. Hai anh em đây. Anh giảm, mình giảm tốc độ xuống. Đó. Đối diện với lại cái casino. Ở casino. Đó, ở đây có cái tiệm coffee. Chút xíu mình đi lên tầng 7 mình coi bánh pháo bông. Hello, hiện tại nhà mình đang đi ăn tối ở trên cái tầng thượng của các khách sạn. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng để chờ. Mọi người đang đứng đây để chờ bàn, chờ được đi vô ăn nè. Đây là Four View Grand Buffet của khách sạn. Đi tới đây mình đang up cái video mà nó lên không nổi luôn. Tại vì internet đó, nó trục trặc, mình phải đứng một chỗ thì mình mới có internet, mà mình cứ di chuyển đó, cái internet của mình nó cũng di chuyển nên nó không có, tại vì mình đang đi qua bên nước ngoài Canada là mình không có dùng cái internet của mình được, mà mình phải tìm cái cách để mình mua internet hay sau đó mà mình chưa làm được, nên cái video vẫn đang chờ để up chưa lên. Chờ lâu ơi là lâu họ mới cho mình vô đây. Giờ họ kiểu như mình đi 6 người họ không có bàn đó, giờ họ mới dẫn mình vô nè. Ở trong này ơi, thấy không, cái thác kìa. The view is beautiful here. Đây,
Lên trên tầng tầng trên cao nhìn xuống cái thác luôn nha, nhìn xuống cái cầu, cầu. Đĩa nó nằm ở đâu ta? Đây pizza gì, đồ gì cũng không biết luôn. Ủa cái này là cái gì nè? Cái này là rau đồ nấm. Rau với nấm với rau không bằng ngoại. Này ăn theo kiểu buffet nha mọi người. Ôi đây là súp curry súp. Ông ngoại gì vậy bạn? Ủa có bắp mà. Má cầm, má anh này, má cầm này con. Gà. Này đạo gà, nãy ăn gà rồi, bây giờ lại gà. Đâu con đâu thấy đâu, lấy đại này đi. Ở kia khôn kìa, má có ăn khôn không? Tí ăn nó no. Này bầu tây tàu, út xoay, xoay, ăn xoay. Bên này cái này hấp dẫn nè, cái này sườn. Rồi cái này khoai tây. Cái này ăn cái miếng sườn này, sườn màu đỏ. Má cầm này con lấy má. Má có lấy không? Con lấy cho. To hay miếng nhỏ? Cái này giống như spaghetti. Ăn xoài. Ăn như spaghetti á. Cái này là mashed potato nè. Bà ngoại hô này bà ngoại. You want some? Má có muốn này không? Không muốn không? Yes or no? Oh, skin. Này họ để mấy cái kiểu như mấy cái này á cho mình mất thời gian. Anh đi ăn này không? Mất thời gian mình dở lên. Con ăn không? Cái hô phơ mi quên. Ok. Con ở bên đây thì có salad với lại bánh mì. Ở đây có súp nữa nè. Có cái plant mushroom, cái này là mushroom. Cái này là soup mushroom. Cái này mushroom, còn con không biết bên kia là cái gì. Cái này nấm. Chết mồ. Heo. Ăn cho nhận súp. Spaghetti. Cái này là dessert. Dessert. Do you want cookie or watermelon? Ờ, vậy thôi mọi người. Ủa, Ben ăn gì anh? Để mình thử cái miếng này, mình thích ăn cái này nè. Sao cứ thêm đi, gì lại cái.
Ngon, béo béo nha mà. Này mua bùi béo béo ngon nha. Buffet giống kiểu buffet của Mỹ. Quá cháy. This one good, I like it. Ngon mà ngon ngon hơn. Mở cả nhà, mở cả nhà. Này nấm. Ngon bá cháy. Ngon. Mới lên được. Ê, nó em bỏ đĩa con, bỏ bàn dơ con. Nó em bỏ pizza vô cái đĩa đi con. Ngon nha, ngon ngon. Rau cũng ngon, nấm cũng ngon. Chỉ là nên nấm không? Súp nấm không? Súp nấm cũng ngon. Ngon bà ngoại. Ngon không? Đang đói ăn ngon phải không? Ngoại. Đi bè. Bè ăn thịt phải. Có thịt bò nếu mình muốn mình đứng họ cắt cho mình nha. Nó ăn gì anh? Bè nó ăn bánh cookie hả anh? Bè nó muốn ăn cookie hả? Đó thêm này nữa là tại nãy mình ăn này thấy ngon nè, thêm bên đĩa trái cây nữa là xong rồi nha. Kết thúc buổi ăn tối. Ở đây hơi bị tối nha mọi người. Nãy mình ăn cái này nó bùi quá. Ngon dễ sợ rồi. Đây đồ ăn Mỹ là nên không có nhiều đồ ăn. Không có nhiều đồ mình muốn ăn lắm. Một cái nấm là ngon nha. Nấm dùng là nấm xào. Cái thác bên đó. Đó cái thác. Good. Lên đây để ngắm cái thác mà mọi người thấy không? Cái thác nó mờ tịt. Có nhìn thấy cái gì hết nha mọi người. Đó, hiện tại mình đang trên tầng thượng của cái khách sạn để mà ăn tối. Ở đây mọi người đang vẫn là ăn rất là hào hứng. Thấy không? Đang chờ mọi người ăn ở đây nó không được sáng, mọi người ánh sáng không có tốt. Đó, cái thác này ha. Chút xíu nữa 10 giờ họ bán trái bông và cái cầu giữa Mỹ và Canada. Bên cái thác á, bên đó là bên Mỹ, còn mình đứng ở phía này á, là phía của Canada, mình nhìn qua thấy cái cạnh cái thác. Mà cái cây cầu đó đó, cây cầu đó là cắt ngang giữa Mỹ và Canada nha. Bên này là Canada, bên kia là bên Mỹ. Đúng là cái thác này giống như là của Mỹ, nhưng mà Canada họ được hưởng cái view đẹp hơn ở bên Mỹ. Bên Mỹ mình không có nhìn được như vậy, mình nhìn nó xéo xéo thôi. Nè, ăn ở trong đây hết 333 đồng 40 sen. Thì biết tính tiền gì á, 23%. Nói chung là tính nhiều tiền phục vụ mọi người, 21, 14 với 23% mấy cái tiền phục vụ á, còn tiền ăn là nhiêu đây. Từ cái này hồi nãy mình chưa có tiền cò này, mình bỏ cò vô bằng này nha, 383 đồng. Nhưng mà cái này là tiền Canada, để mình đánh 383 tiền Canada có ra nhiêu tiền Mỹ nha. Đó, 383 mình đổi ra là thành 281 đồng tiền Mỹ đó nha mọi người. Đổi tiền Canada ra tiền Mỹ, 281. Chắc là kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này. Quý vị đừng có tiếc một cái like, và ai chưa bấm đăng ký thì bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ nha quý vị.
và chút xíu nữa mình cũng sẽ đi qua bên kia mình quay cái cảnh mà ngắm pháo bông từ trên tầng thượng nha. Bye bye cả nhà.